Nhà sư ăn mặn. Thưa sư phụ, trời tối rồi mà đường về chùa còn xa quá, hay tìm một nhà trọ để nghỉ qua đêm? A Di Đà Phật, ở ngôi làng phía trước có một gia đình mà ta quen biết. Chúng ta có thể qua đó xin tá túc một đêm, rồi sáng mai đi sớm. Ồ, thế thì may quá. A Di Đà Phật, có ai ở nhà không? Giờ này ai còn hỏi gì nữa vậy? Ô kìa thầy, con chào thầy ạ. À, sao thầy lại đến nhà con muộn thế này? Mời thầy vào nhà. A Di Đà Phật, thầy trò tôi có việc đi ngang qua đây, nhưng trời đã tối, không kịp về chùa. Xin thí chủ có thể cho thầy trò ta tá túc một đêm được không? Dạ được chứ. Ơn thầy cứu mạng con từ lâu, con chưa có dịp đáp đền. Hôm nay được gặp lại thầy, thầy hãy cho con được thể hiện tấm lòng của mình. Con mời thầy vào nhà, con mời thầy ngồi nghỉ ạ. À, chắc thầy đi đường xa chưa ăn tối, để con chuẩn bị đồ ăn mời hai thầy. Thằng bếp đâu? Thằng bếp đâu rồi? Cả ngày hôm nay làm chưa hết việc, ông chủ lại sai bảo gì nữa không biết. Ôi, cái lưng mình muốn gãy đôi ra mất thôi. Thằng bếp đâu rồi? Sao gọi mãi không nghe vậy hả? Dạ, ông cho gọi con ạ. À, đây chính là vị cao tăng đã cứu ta trước đây. Và ngươi hãy chuẩn bị những món thật ngon để ta mời hai thầy. A Di Đà Phật, chúng tôi chỉ ăn cơm chay đơn giản thôi, xin đừng bày vẽ gì. À đúng rồi, cơm chay. Nhanh xuống bếp làm cơm chay cho thầy, nhớ làm cho cẩn thận. Nếu có sơ suất làm phật ý thầy, thì ta cho ngươi nghỉ việc không công đấy, nghe chưa? Vâng, con sẽ cẩn thận ạ. À, ông chủ cứ yên tâm. Tưởng được nghỉ rồi chứ, mọc đâu ra hai vị hòa thượng này thật phiền phức. Bây giờ mà làm cơm thì bao giờ mình mới được ngủ chứ? Ờ dĩ, sao mình không dùng đồ ăn còn lại từ buổi tối? Chỉ cần thêm một ít rau xào lên trên là được. Họ không ăn thịt cá thì chừa lại, có làm sao đâu mà sợ. Xin mời hai thầy dùng bữa tự nhiên, con xin phép có việc một chút. A Di Đà Phật, thật phiền quá, cảm ơn thí chủ. Sư phụ, thế này là thế nào? Phía dưới toàn đồ tanh, chúng ta làm sao ăn được? Thôi, ta ăn cơm không vậy, con đừng xới thức ăn lên nữa. Chẳng phải chúng ta đã bảo chỉ ăn cơm chay rồi sao? Rõ ràng cậu bếp có ý xấu với mình rồi. Nếu chẳng may thầy trò mình có ai nhỡ ăn phải, làm ăn tội lớn. Con đừng vội nghĩ xấu cho người khác như vậy. Thôi, con ăn cơm đi. Nhưng chuyện này là không thể chấp nhận được. Hai thầy trò ăn có ngon miệng không ạ? Ơ kìa, hai thầy không dùng thức ăn đi, để nguội hết cả rồi. Chúng tôi vẫn đang ăn đây, anh cứ để chúng tôi tự nhiên. Thôi chứ, tại sao lại là thức ăn mặn thế này? Thảo nào hai thầy không ăn. Thằng bếp đâu? A Di Đà Phật, không sao đâu, chắc có chút nhầm lẫn. Xin thí chủ bình tĩnh, đêm đã khuya rồi. Dạ, ông cho gọi con ạ. À, ta dặn ngươi làm cơm chay cho thầy, tại sao lại thành ra thế này hả? Ngươi có biết làm thế này là nhà ngươi đang phỉ báng các thầy, bôi nhọ ta không hả? Con, hôm nay con mệt quá nên con... Mệt nên nhà ngươi làm liều chứ gì? Ta nói rồi, nếu xảy ra sơ suất, ta sẽ cho ngươi nghỉ việc không công. Bây giờ ngươi thu xếp rồi đi ngay. Con xin ông chủ tha cho con lần này, chỉ tại hôm qua con mệt quá. Con nghĩ sư thầy rộng lượng nên con rốt dại làm liều. Con xin ông thương đừng đuổi con không biết phải đi đâu cả. A Di Đà Phật, xin mọi người hãy bình tĩnh. Thưa thầy, thằng bếp nhà con đã làm chuyện thất lễ tài đình như thế, thầy cứ để con xử phạt. Đúng rồi sư phụ cứ để chủ nhà dạy cho anh ta một bài học. Con biết lỗi rồi, xin ông chủ tha cho con. Nếu thí chủ nể tình, tôi muốn xin thí chủ tha cho anh bếp lần này, để anh ấy có cơ hội sửa sai. Kìa thầy, nó đáng bị phạt thì phải phạt để lần sau nó phải cẩn thận chứ ạ. À, vậy con đuổi cậu ta đi, thì làm gì cậu ta có cơ hội mà sửa sai cho con thấy nữa. Ai trên đời cũng phạm sai lầm, dù là vô tình hay cố ý. Nếu chỉ vì một sai lầm mà dồn người ta vào chân tường, thì còn đâu tình người. Con mà đuổi cậu ta thì con lỡ mất một việc tốt giúp người rồi. Vả lại nhìn cậu ta xem,
dáng vẻ chất phác thật thà. Có lẽ vì áp lực, mệt mỏi nên nhất thời hồ đồ thôi con. Dạ, quả là con nhất thời hồ đồ, mong đại sư lượng thứ. Thì chủ thấy sao? Thôi thì nể có đại sư, ta tha cho cậu lần này. Nhưng nhớ, làm việc gì cũng phải suy nghĩ đúng sai, không được để phạm sai lầm thế nữa. Vâng, con cảm ơn ông chủ. Cảm ơn đại sư. Con của sư tử. Tranh thủ chúng đang ngủ, mình đi kiếm chút đồ ăn vậy. Ôi chao, thơm thật. Không biết ai giấu ở đây, mình may thật. Hũ mật ong đâu mất rồi? Ôi, chị Cáo ơi. Thôi chết, chị Cáo, chị có thấy đứa nào lấy hũ mật ong của tôi không? À, hóa ra anh Gấu đấy hả? Có kẻ nào đó đã trộm mật ong của anh. Thấy bước chân tôi đến, hắn đã để lại hũ mật ong này giữa đường mà chạy mất. Tôi nghĩ nó là của anh, nên cũng đang định đi tìm để trả lại đây. Hóa ra vậy, cảm ơn chị nhé. Thôi, tôi phải đi đây. Anh đem hũ mật ong đi đâu mà vội thế? À, chị chưa biết gì sao? Chị sư tử mới sinh đấy. Một chú sư tử khỏe khoắn lắm. Mọi người đều đã mang quà đi chúc mừng hết cả rồi. Tôi cũng chuẩn bị chút quà này tới chúc mừng chị ấy. Thôi, tôi đi đây. Đẻ có mỗi một đứa thì có gì to tát mà chúc với mừng. Mình đây đẻ một lần 3-4 đứa ấy chứ. Vậy mà chẳng thấy có đứa nào đến thăm. Cũng chẳng bao giờ có quà cáp gì cả. Thật là bất công. Chúa Sơn Lâm Hổ đã qua đời. Các cậu nghĩ sao về chức nữ Chúa Sơn Lâm mới lần này? Chị Sư Tử và chị Cáo là hai ứng cử viên sáng giá nhất rồi còn gì. Chị Sư Tử thì khỏe mạnh uy quyền, còn chị Cáo thì nhanh nhẹn tinh khôn. Lần này cuộc cạnh tranh có vẻ căng thẳng lắm đây. Mình nghĩ chị Sư Tử sẽ thắng cuộc thôi. Hơ, Sư Tử là cái gì chứ? Chúng dám khinh thường ta. Được, để rồi xem. Phải có cách gì đó mới được. Ta nhất định phải thắng lần này. Hôm nay là ngày quyết định lựa chọn nữ chúa rồi. Sao chị Sư Tử mãi chưa đến thế nhỉ? Không đến thì phải chịu thua thôi. Quyết định quan trọng thế này mà còn vắng mặt thì làm ăn gì được. Kiểu gì chức nữ chúa chẳng thuộc về mình cơ chứ. Trời ơi, con tôi. Sư Tử con đâu rồi? Sư Tử con bị mất tích rồi. Chị Sư Tử đang lo lắng lắm. Chúng ta đến đó xem sao. Phải đi tìm Sư Tử con nữa chứ. Nhanh lên thôi. Ơ, sao đi hết thế? Thế còn chức nữ chúa Sơn Lâm thì sao? Tất cả chỉ vì một con sư tử nhãi nhép. Nó chỉ đáng một bữa ăn của ta. Sư tử con, con ở đâu? Sư tử con ơi. Phải canh giữ cẩn thận. Mẹ đã dặn rồi đấy. Nó chính là kẻ thù của chúng ta. Thả tôi ra. Thả tôi ra mau. Có im ngay không? Là sư tử con. Mẹ, con không sao chứ? Sư tử con đây rồi. May quá không sao cả. Chuyện gì vậy? Các con đừng sợ. Hóa ra đều là do họ nhà Cáo. Thật đúng là đồ quỷ quyệt. Chức nữ chúa Sơn Lâm lần này chắc chắn sẽ là của chị sư tử rồi. Loài cáo gian xảo sao có thể làm chủ rừng xanh được chứ? Sao lại không thể? So với sư tử, ta chẳng có gì thua kém. Ta mới xứng đáng làm nữ chúa Sơn Lâm. Mỗi lần đẻ, ta có thể đẻ 3-4 đứa. Chứ đâu như sư tử nhà ngươi, sinh được một thằng oắt con mà cứ loạn hết cả lên. Có gì mà giỏi giang? Đúng, ta chỉ sinh một đứa. Nhưng đó là sư tử, có sức mạnh và sự trung thực. Chứ không phải là một lũ những kẻ lừa đảo gian manh. Cơn bão đến. Các con
con của ta sắp có thể tự lập được rồi. Rồi các con cũng trở thành những cây sồi vạm vỡ, xanh tốt. Ôi, tưởng tượng cảnh tượng đó, mình mới vui biết mấy. Nào, bay đi các con. Đây là cơ hội để các con bay đi, lựa chọn cho mình vùng đất hứa, nơi các con được tự do vẫy vùng. Nào, bay đi nào. Hãy nhớ, mẹ luôn yêu các con. Ôi, một quả sồi dễ thương chưa kìa. Lại một cậu bé sồi sắp sửa sừng sững ở nơi đây rồi. Nhìn này các bạn, cậu bé sồi đã đâm mình lên khỏi mặt đất rồi kìa. Ôi, thật là dễ thương quá đi. Từ nay, bọn mình sẽ cùng nhau bảo vệ, che chở cho cậu ấy nhé. Chồi non lớn nhanh thật đấy, sắp thành một chàng trai lực lưỡng rồi. Rồi em sẽ vươn lên thật cao, cao nữa, vượt lên hẳn cả khu rừng, sẽ là người đầu tiên ngắm ánh bình minh, vươn tới những cánh chim trên kia. Ôi, thật là một cậu bé đầy hoài bão. Vậy em hãy cố lên, bọn chị sẽ luôn dõi theo em. Sồi non giờ sắp cao nhất khu rừng rồi kìa. Thật kỳ diệu. Thời gian nữa, em sẽ còn chạm đến cả bầu trời xanh trên kia. Rồi các chị sẽ thấy. Nhưng em ơi, giờ em đã cao lắm rồi. Cố gắng cắm thật sâu xuống đất, không thì gặp trận bão lớn sẽ nguy hiểm lắm. Em nhìn bác sồi cổ thụ bên kia. Bác ấy đã mấy trăm năm tuổi và trải qua biết bao trận bão tố cuồng phong. Em có hoài bão lớn, em phấn đấu vì hoài bão ấy là điều tốt. Trụ vững trước đã, rồi mới có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình em ạ. Thôi thôi, các chị không phải nói nữa đâu. Em sao mà không đứng vững được như thế? Không những không trận bão nào quật ngã được em, mà em còn làm những thứ trong khu rừng này chưa ai làm được. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!